Xin chào mọi người, chào anh em tài xế, chào các nhà xe, chào các bạn chiến hữu đường xa. Hôm nay buổi sáng ngày 9 tháng 5, bầu trời rất là trong xanh và nắng rất là ấm áp. Ngày hôm qua thì trời có mưa. Hôm nay Niềm sẽ chia sẻ và giới thiệu với các bạn về một chiếc xe đến từ Hàn Quốc, mang thương hiệu Hyundai. Đây, hôm nay Niềm sẽ nói đôi nét về chiếc xe này. Chiếc xe Hyundai thế hệ mới có tên là Mighty 2018. Cái tên của nó đã nói lên tất cả. Mighty đó là sự mạnh mẽ. Vâng, và chiếc xe này có tải trọng cho phép chở hàng là 8,6 tấn. Bây giờ Niềm xin mời mọi người chúng ta hãy tham quan đôi nét bên ngoài của chiếc xe. Thùng xe đây, kích thước của thùng chiều dài tương đương 5 mét, chiều rộng tương đương 2 mét, và chiều cao của thùng tính từ mặt đất lên tới đỉnh là khoảng 3 mét, chiều cao của lòng thùng tương đương khoảng 1,9 m. Đây, Niềm sẽ mở ra bên trong cho các bạn xem. Thùng bên ngoài là một lớp inox và bên trong là một lớp tôn, có hai lớp, và khoảng cách đó là có một lớp cách nhiệt sang thùng bằng sắt dập lắm nha. Các bạn nhìn thấy không? Rất là chắc chắn. Đây, sắt dập lắm nha. Rồi, giờ mình đóng lại nha. Kích thước vỏ của xe 8, 25, 16, bánh trước và bánh sau luôn nha mọi người. Bây giờ mọi người chúng ta vào bên trong quan sát thử nội thất của chiếc xe như thế nào. Xin được chia sẻ với các bác tài, anh em nhà xe luôn nha. Khi mà Niềm bước vào bên trong nội thất của chiếc xe và ngồi lên cái ghế ở vị trí tài xế thì Niềm rất là thích. Vì sao? Cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Ghế thì có hai lớp, một lớp da somili. Nói chung là da somili này cũng rất là êm, cũng rất là tốt, cao cấp đó. Và một lớp vải mịn mềm dễ chịu. Ngồi cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu hơn là các cái thương hiệu xe khác cùng cái tải trọng cũng như là cùng phân khúc. Ở vị trí vô lăng thì cabin cũng rất là rộng rãi, thoáng mát. Về nội thất của chiếc xe thì thế hệ Mighty 2018 này có nhiều cải tiến hơn so với trước đây. Số thì vẫn là số 5 số tiến và 1 số lùi. Máy lạnh đây, chỉnh tốc độ gió và hướng gió. Máy lạnh lấy gió trong, lấy gió ngoài. Radio, táp lô, vô lăng hiển thị cái thương hiệu của Hyundai. Bây giờ mình sẽ nổ máy lên cho các bạn nghe thử nha. Tiếng động cơ nghe rất là êm tai, dễ chịu. Ở đây được bọc một cái lớp gỗ có màu mặn điều, nhìn rất là bắt mắt, rất là ngầu. Đây là cũng giống như những cái xe khác thôi, mồi thuốc. Đây là gạt tàn thuốc. Còn đây là hộp đựng đồ ha,
chúng ta có thể bỏ giấy tờ hay là gì đó vào đây cũng được. Ok, đơn giản vậy thôi. Ở vị trí ngồi lái thì đây mình ngồi thì cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu. Nói chung là nội thất của một chiếc xe tải để cho chúng ta đi trên những cung đường thì như vậy nó cũng rất là đơn giản và quá là ok rồi. Kính là kính chỉnh điện nha mọi người. Đây, kính chỉnh điện. Rồi, bây giờ cho mọi người tham quan thêm động cơ nha. Bây giờ thì em sẽ cho mọi người tham quan thử động cơ của chiếc Honda này như thế nào. Đây, rất nhẹ nhàng đó mọi người thấy không. Đây, để mình leo lên đây. Đây, ở vị trí này mình sẽ quan sát nó rõ hơn. Máy mang tên nhãn hiệu là Hyundai à, các bạn có thể nhìn thấy không, có các chi tiết thiết kế rất là tinh xảo và rất là sắc nét, nó không có thô kệch, nhìn vào nó rất là ngầu. Cảm giác động cơ mình thấy nó mạnh mẽ, đúng là một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc thì nó có khác. Và các bạn xài thương hiệu, xài xe Hyundai thì các bạn cũng đã hiểu nó như thế nào, rất là an tâm. Động cơ động cơ thì nó có turbo tăng áp luôn nha các bạn. Nó giúp cho máy của chúng ta hoạt động hết công suất và tăng tốc nhanh đến mức có thể. Rồi, tổng quan vậy thôi.